Bonjour à tous, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh học tiếng Pháp của Vang, Français avec Vang. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên mục mỗi ngày một bài báo Un jour, journal. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Allez, on commence. Bài hôm nay của chúng ta có tiêu đề là Une troisième personne interpellée après l'explosion d'une grenade qui a fait un blessé grave à Aubervilliers. Ở đây chúng ta có une troisième personne là một người thứ ba. Interpellé là phân từ quá khứ được dùng như một tính từ là bị bắt. Xuất phát từ động từ interpeller là bắt giữ. Après sau, l'explosion. Danh từ explosion có nghĩa là cái vụ nổ. D'une grenade là lựu đạn. Qui a fait cái mà đã làm. Anh blessé grave, một người bị thương nghiêm trọng. Anh blessé là một người bị thương và grave là tính từ nghiêm trọng. Ở Aubervilliers, người thứ ba bị bắt sau cái vụ nổ của một cái lựu đạn. Cái mà đã làm cho một người bị thương nghiêm trọng ở Aubervilliers. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bản tiếng Pháp. Jeudi soir vers 20h30, l'explosion d'une grenade défensive de type M52 yougoslave dans le quartier de la mairie à Aubervilliers a grièvement blessé au bras droit et au visage un homme de 40 ans qui passait à vélo, avait déclaré le procureur. Son pronostic vital est toujours engagé mercredi, précise le parquet. Une enquête en flagrance pour tentative de meurtre et détention d'armes de catégorie A est ouverte. Une troisième personne a été interpellée dans l'enquête sur l'après de l'explosion d'une grenade à Aubervilliers, Saint-Saint-Denis, la semaine dernière, rapporte mercredi 29 mai le parquet de Bobigny. Les deux autres personnes mises en cause, arrêtées lundi, sont toujours en garde à vue, précise le parquet. L'un des suspects est âgé de 17 ans, l'autre de 18 ans. Le premier élément de l'enquête a permis de déterminer que les deux individus circulaient à vélo lors du lancement de la grenade. L'automne, jeudi soir, vers 20h30, l'explosion d'une grenade défensive de type M52 yougoslave dans le quartier de la mairie à Aubervilliers a grièvement blessé au bras droit et au visage un homme de 40 ans qui passait à vélo avait déclaré le procureur. Son pronostic vital est toujours engagé mercredi, précise le parquet. Une enquête en flagrance pour tentative de meurtre et détention d'armes de catégorie A est ouverte. Ở đây thì chúng ta sẽ có là jeudi soir là tối thứ năm, khoảng 20h30 tức là 8h30, l'explosion, cái vụ nổ. Danh từ explosion là vụ nổ. D'une grenade, grenade là cái lựu đạn. Défensive là tính từ, thuộc về phòng thủ, liên quan tới phòng thủ. Ở đây là cái lựu đạn phòng thủ. The type, type là cái loại. M52, M52, Yugoslav. Yugoslav là tính từ, thuộc về Nam Tư, liên quan tới Nam Tư. Và cái Cộng hòa Nam Tư bây giờ thì không còn tồn tại nữa rồi. Dans le quartier, trong cái khu phố de la mairie của cái tòa thị chính ở Aubervilliers. À, grièvement, chúng ta có trạng từ grièvement là một cách nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sống chết. Liên quan đến sống chết ấy, thì chúng ta sẽ có trạng từ grièvement. Một cách nghiêm trọng. À, blessé, động từ blessé ken ken là làm bị thương ai. Ở đây chúng ta chia thì quá khứ là a blessé, đã làm bị thương au bras, ở cánh tay. Trois là cánh tay phải. Et au visage, và cái khuôn mặt, ở cái mặt. Anh nom, một người đàn ông. Người đàn ông này thì 40 tuổi. Chúng ta sẽ có anh nom de 40 ans. Qui passait à vélo. Động từ passer là đi qua. Thì ở đây chúng ta sử dụng là anh parfait thì đang đi qua bằng xe đạp. Avait déclaré le procureur. Procureur có nghĩa là công tố viên. Công tố viên thì đã tuyên bố. Son pronostic. Pronostic thông thường chúng ta sẽ có ra danh từ tiên lượng và dự đoán. Sự tiên lượng, sự dự đoán. Vital là tính từ, quan trọng, thiết yếu. Tuy nhiên, trong cái lĩnh vực y tế ấy, chúng ta sẽ có cả cụm đó là pronostic vital de quelqu'un est engagé. Trong bài của chúng ta chính là son pronostic vital est engagé. Est engagé có nghĩa là anh ta đang ở trong cái tình trạng nguy kịch.
Đây chính là cái tình trạng nguy kịch của anh ta vẫn toujours, vẫn luôn luôn, có nghĩa là vẫn luôn ở trong cái tình trạng nguy kịch. Mercredi là vào thứ tư. Précise le parquet. Thì văn phòng công tố, viện công tố thì cho biết, viện công tố thì làm rõ đó là cái tình trạng của anh ta thì vẫn luôn là nguy kịch. Une enquête, một cái cuộc điều tra en flagrance. Thông thường chúng ta sẽ dịch cái cụm này, nếu mà chúng ta tra sẽ là một cuộc điều tra bắt quả tang. Một cuộc điều tra bắt quả tang là như thế nào? Có nghĩa là cái hành vi phạm tội này nó bị bắt khi mà đang thực hiện, cái người thực hiện cái hành vi phạm tội bị bắt ngay khi mà đang thực hiện cái hành động này, có nghĩa là ném xong cái quả lựu đạn này là bị túm ngay chẳng hạn, thì chúng ta sẽ gọi là une enquête en flagrance pour tentative. Ở về luật thì chúng ta sẽ có tentative là cái tội cố ý, pour cộng với một danh từ không có mạo từ là vì cái gì, thường liên quan tới luật pháp chúng ta sẽ dùng pour cộng với một cái danh từ không có mạo từ vì, ở trong trường hợp này là pour tentative là vì cái tội cố ý làm sao, de meurtre, tentative de quelque chose, cố ý làm gì, cố ý ở đây chính là cố ý giết người, cố ý mưu sát. Et détention, détention đó là cái sự tàng trữ, d'arme tàng trữ vũ khí, de catégorie vũ khí loại, ở đây là loại A, et ouvert thì được mở. Đó là chúng ta có thể hiểu như sau này: tối thứ năm vào khoảng 20:30, vụ nổ một quả lựu đạn phòng thủ là M52, 54 trong khu phố của tòa thị chính tại Aubervilliers thì đã làm bị thương nghiêm trọng ở cánh tay phải và khuôn mặt một người đàn ông 40 tuổi đang đi xe đạp. Công tố viên thì đã tuyên bố. Và cái tình trạng của anh ta thì vẫn luôn luôn là nguy kịch. Viện công tố thì cho biết là cái tình trạng của anh ta vẫn luôn ở trong cái tình trạng nguy kịch. Một cuộc điều tra thì đã được diễn ra, đã được mở vì cái tội cố ý mưu sát và tàng trữ vũ khí loại A. Tiếp tục, une troisième personne a été interpellée dans l'enquête sur l'après de l'explosion d'une grenade à Aubervilliers, Saint-Saint-Denis, la semaine dernière, rapporte mercredi 29 mai le parquet de Bobigny. Ở đây chúng ta sẽ có là une troisième personne là người thứ ba, a été interpellée. Chúng ta có interpellé ken ken, đó là bắt giữ ai. Ở đây chúng ta có bị động của động từ interpellé, đã bị bắt giữ. Và bị động này chúng ta đưa về thì quá khứ thành a été interpellé. Người thứ ba đã bị bắt giữ trong cái cuộc điều tra. Dans l'enquête sur l'après. Chúng ta chú ý đây, après ở đây sẽ là vụ việc. Về cái vụ nổ de l'explosion d'une grenade à Aubervilliers, Seine-Saint-Denis. La semaine dernière có nghĩa là tuần trước, và rapport de mercredi 29 mai le paquet de Bobigny. Có nghĩa là tuần trước ấy thì cái văn phòng công tố, viện công tố Bobigny thứ tư ngày 29 tháng 5 thì đã báo cáo về cái việc đó là cái người thứ ba đã bị bắt giữ trong cái cuộc điều tra về vụ nổ của cái quả lựu đạn tại Aubervilliers, Saint-Saint-Denis. Cuối cùng, les deux autres personnes mises en cause arrêtées lundi sont toujours en garde à vue, précise le parquet. L'un des suspects est âgé de 17 ans, l'autre de 18 ans. Le premier élément de l'enquête a permis de déterminer que les deux individus circulaient à vélo lors du lancement de la grenade. Nào đây chúng ta sẽ có này. Les deux autres personnes, hai người khác, mise en cause. Chúng ta sẽ có mettre en cause là buộc tội. Trong trường này chúng ta sử dụng mise en cause có nghĩa là phân từ quá khứ, được dùng như một tính từ. Cả cái cụm này có nghĩa là bị buộc tội, hai người khác bị buộc tội. Arrêter. Arrêter quelqu'un là bắt giữ ai. Để chúng ta sử dụng phân từ quá khứ được dùng như một tính từ, đó là bị bắt giữ vào thứ hai, có nghĩa là hai nghi phạm này đã bị bắt giữ vào thứ hai. Sont toujours en garde à vue. Cả cụm être en garde à vue chúng ta sẽ có là đang bị giam giữ, thì luôn luôn bị giam giữ. Précise le parquet. Công tố viên thì làm rõ, công tố viên thì cho biết l'un des suspects, một của những nghi phạm, est âgé de 17 ans. Être âgé de cộng một số tuổi có nghĩa là bao nhiêu tuổi. Một trong số những nghi phạm này thì là 17 tuổi. L'autre, người còn lại đó, l'un
l'autre, người này, người khác. Thì ở đây chính là cái người khác hay người còn lại thì là 18 tuổi. Les premiers éléments. Élément là yếu tố. Ở đây là những cái yếu tố đầu tiên de l'enquête, bởi cuộc điều tra, ont permis. Ở đây chúng ta có động từ permettre, chỉ ở passé composé là ont permis. Động từ permettre sẽ có cấu trúc là permettre de faire quelque chose, cho phép làm cái gì. Ở đây thì cho phép déterminer, xác định rằng les deux individus, hai cái cá nhân. Ở đây chính là hai cá nhân là hai cái người này. Circuler à vélo là đi bằng xe đạp. Động từ circuler là đi, đi lại đó, đi bằng xe đạp. Ở đây chúng ta sử dụng ở imparfait. Đã đang đi bằng xe đạp. Lors du lancement. Lors de cộng một danh từ là khi, khi cái gì. Ở đây là lors du lancement. Lancement, động từ lancer là ném. Thì lancement có nghĩa là cái sự, sự ném. Lancement de la grenade, của cái lựu đạn. Đoạn này là hai người khác bị buộc tội và bị bắt vào thứ hai thì vẫn đang bị giam giữ. Một trong số những nghi phạm này 17 tuổi, người còn lại 18. Và những yếu tố đầu tiên của cuộc điều tra đã cho phép xác định rằng hai cá nhân này đi xe đạp khi ném quả lựu đạn. Slide này là một số từ vựng cần lưu ý trong bài hôm nay. Các bạn hãy quan sát và học từ vựng để có thể tiếp thu bài tốt hơn. Bài hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like, share, comment cũng như đăng ký kênh nếu các bạn cảm thấy video của mình hữu ích. Merci à vous. Au revoir et à bientôt.